everyone, you see in front, you see the front, the mountain. Here is San Jose downtown, is the valley. So this is the valley. Mọi người biết không, ở phía trước mọi người thấy đó là đồi, dãy núi vậy. Là ở San Jose downtown này, thành phố này là thung lũng, ở dưới cái thung lũng á, mọi người biết không, hai bên không, San Francisco là biển phải không? Thì ở bên đó là đồi. Thì San Jose á, là một cái bên là ở chính giữa, mọi người biết không? Ở phía trước á, mọi người thấy nó giống như có đồi á. Nãy mình đi ngang qua trên đó cao rồi thấy rõ hơn. Đó. Thì có những ngôi nhà ở trên đồi á, mọi người họ Mỹ họ thích ở trên đồi lắm, không biết sao. Chắc có lẽ mát mẻ hoặc là thanh tịnh hoặc trong cái thung lũng đó, cho nên nó rất là chật hẹp à, đó mọi người thấy không, thấy cái cảnh giống như là đồi đó không đó. Ok, sắp sửa quẹo rồi nha mọi người, đây là downtown San Jose đó, mọi người thấy cái đồi ở phía trước đó. Thank you for watching, please subscribe. Thành phố San Jose này là hầu như là 80% là người Mexican đó mọi người. À, sống ở rồi người Việt mình cũng có. Rồi đi về hướng San Francisco thì người Hoa, người Chinese nó có cái Chinese Chinatown ở dưới. Giống như Việt Nam mình nó có thì đại khái là người Việt mình họ tập trung ở San Jose nhiều hơn. Từ nhà mi xuống đây cũng gần 45 phút đó nha mọi người. Thank you for watching, please subscribe. Mọi người xem downtown ở San Jose đó.